thì nên thuận và lắp hệ bơm hai ngựa. Đây là dọc đường đi của mình đây. À, đây là biển này, đây là biển Nha Trang nha bạn, trên đoạn quốc lộ 57 này. Đây cách Ninh Thuận cái nơi mình lắp nó khoảng trên 100 cây nữa mới tới, khoảng 100 cây nữa mới tới. Biển trong veo. Giờ sắp tới cái nơi để lắp rồi bạn. 300 mét nữa. Tại đây là cái ra thứ hai và vào đây ở đâu luôn quên nè. Biết cái đây Ninh Thuận mà không biết cái đâu. Ở bên trong đó là bãi biển để tắm rồi bạn. Cái chỗ này sao nhìn thấy thành thị quá vậy đây mà lắp năng lượng gì ta. Gì công viên biển gì Bình Sơn công viên biển Bình Sơn này đi thẳng luôn đó, hả Ninh Thuận ở Bình Thuận đó. Ninh Thuận ra khỏi vòng xuyến vào yên nhiên. 300 mét nữa đi thẳng vào võ nguyên giáp. Đây coi, đây là tên là cái sạp dưới cầu An Đông các bạn. Bên kia là ở ngoài biển à. Biển sạp Bình Phụng. Cầu An Đông. Đã đến đây. Đông. Cái cái farm này thấy mũi Vinh Farm nè. Để vô hỏi hỏi có phải đây của farm của anh Tiến không? Ở đây farm của anh Tiến đúng không? À, anh Tiến gì ở đâu nhỉ? Lên kia, mình tính làm lắp thêm hai cái bơm nữa mà không biết lắp ở chỗ nào nhỉ? Bây giờ lắp hả? À? Ừ. Này farm của anh Tiến nè bạn. Này đúng rồi, tới đúng rồi. Đâu quá trời. Đi nuôi bò nữa hả? Họ tưởng đâu của mình nhé. Anh đi trồng rau không hả? Tiến, có mấy anh đến lớp biên mặt trời nè, anh ấy dưới đây nè. Chạy lên luôn không hay sao? Là cái nhà của gia chủ đây nha mà, rau quá trời rau. Nhà trồng bao à? Tắm chưa? Tắm rồi, tắm đi. Đây là buổi tối của mấy anh em có mấy cái là bấm hành nha bạn. Đây anh chủ nhà này, anh Tiến, chủ của Mũi Vinh Farm. Đây là cái lẩu sa mạc các bạn. Tất cả các loại rau này, bao nhiêu loại rau anh Tiến? Nếu mà lẩu sa mạc này đúng ra là phải gần 20 loại rau. 20 loại rau. Rau bên trong rồi các cái loại rau dại ở đây. À rau dại ở đây, 20 loại rau. Mà hiện tại đây chắc chưa đủ nha. Đây là một gỗ rau chà bá luôn các bạn. Mình lại thích ăn rau nữa. Khoảng 10 mấy loại rồi. Đây là lẩu sa mạc, đúng ở trên sa mạc, đúng nghĩa em ạ. À, sa mạc đúng nghĩa luôn á. Đây, như có bắp rồi hả? Có bắp. Các bạn đã quay trở lại với chúng ta. Thưởng thức cây sao. Đây mình đang có mặt tại Mũi Vinh Farm. Nông trại của anh Tiến ha. Lắp một hệ bơm 5 người gửi. Chạy bơm 16 tấm pin. Đây anh phục vụ cho trong đây mà đây ăn trái mà đây là cái farm của anh Tiến đây. Xung quanh đây được bao bọc bởi mấy cái dãy núi nha, làm rau. Anh em đang cố định mấy cái bát để bắn pin lên, bơm nước từ cái hồ này lên nha bạn. Xa xa thấy có mấy cái gió này, bơm nước từ dưới cái hồ này lên nè. Xong rồi. Đây chạy 16 tấm pin nha mày. Anh Cường này lâu lâu lắm mới gặp lại anh Cường nha mày. Anh này người cũ quá rồi. Bơm một ngựa nha các bạn. Bơm một ngựa. Biết à?
bơm một ngựa 5 khối ở 18 mét. Ở dưới lên đây là đạt được 5 khối nè mà. 48 mét độ cao đạt được 2 khối. Mấy cái này giờ mình sẽ đấu vô trong cái ống 60 này luôn nha. Dùng 3 tấm pin. Hệ thống. Mấy chú đang làm cái vàng để bỏ tấm pin lên. Hút nước từ dưới hồ này mà. Là cái vị trí mình chuẩn bị lắp thêm một con bơm 5,5 người nha các bạn. Ở đây là toàn cảnh farm của anh Tính này, Tiến. Ở đó là nhà đất nha các bạn, nhà đất. Ở đây là cái hoa giấy xung quanh, hoa giấy trắng thái. Ủa cái này trắng ta chứ, trắng ta. Có chiếc gì vậy, chiếc gì xanh chiếc. Nhà đất. Ồ, đây nhà đất không à? Tủ cũng bằng đất luôn à? Tủ cũng đất luôn các bạn ơi. Đi chăn cừu các bạn ơi, đi chăn cừu. Ồ, một đàn cừu. Hàng ngàn con luôn. Chăn cừu đi thôi. Ui. Cừu cừu cừu. Cừu chắc cừu có đắt tiền không? Không biết nè. Này chưa phân cừu y như phân dê nha. Mấy anh chàng chăn cừu ở đây. Mấy thầy chăn cừu ở đây về đây. Ô đàn cừu này chắc cả hai trăm con nha. 200-300 con nè. Bốn thằng chăn luôn hả? Ủa mà sao ở trên lưng nó có cái đốm xanh xanh, nó làm cái gì ta? Mình giấu hả? Nó có nhầm á, màu xanh là của ta, màu đỏ là của mi. Ờ vậy hả? Nếu bây giờ con cừu nào nó cũng là con cừu. Cừu nó mà. Lông cừu sao nhìn nó dơ quá trời ta. Làm áo thì sao mặc được? Dơ quá hả? Anh này là anh chăn cừu thuê từ Đắk Lắk qua các bạn ơi. Anh chăn cừu thuê từ Đắk Lắk qua. Ở trong đó có mấy con màu đỏ nữa kìa. Hiện tại đang đang chạy được khoảng 45 hạt thôi. Để mình lên mình coi coi nước có ra không. Coi nước có ra không à. Bạn đang chạy bơm á. Nước không? Dưới lên đây tới 300 mét đường ống mà. Ống 75. Như thế nào không biết.
gió thì nhiều á, nhưng mà nước chưa thấy. Gió buổi ban đêm một mịt mù. Đâu quá vậy? Chạy rồi, 1 phút mà gửi rồi mà chưa thấy nước lên. Bơm chạy rồi mày. Không thấy lên nước. Đường xa quá. Mới chạy được có 4 mấy hẹt à, 45 hẹt à. Chưa biết đúng chiều hay không, để phải chờ lên nước là mình mới biết được. Ngược chiều thì nó hơi yếu hả? Ừ, ngược chiều thì nó sẽ yếu. Nó vẫn lên nước mà nó yếu lắm. Lên gắn máy xong hết rồi hả? Giờ mở được bao nhiêu béc à? 120 luôn hả? Chút 3 phút rồi. Vậy là mới mốt là mình nên gắn cái van một chiều đầu dưới đi. Để lúc tắt á, thì cái đường ống này nó vẫn còn giữ nước cái đoạn này. Hiểu không? Trong hôm mà tắt mà nó tụt xuống phía dưới, mỗi lần chạy lên mất hết 3-4 phút. Chiều này ngược chiều không phải đi lâu nước. Nguyên ngược chiều. Chiều rồi sao mà lâu vậy? Lên thì nó cũng lên. Bốn phút rồi. Còn chưa hái nước. Còn dưới hả? Có phải bị xì gì không? Quẩn. Rồi nó quẩn lên. Ủa, đem nước chứ đó nó cũng bị xì vậy mà sao chưa thấy lên nước liền? Nó xì xì. Chưa đâu. Nghe hơi lên không à? Nghe hơi lên không? Chờ nó ra nữa, mình nhìn thấy nước nữa mình mới đỡ chịu mới biết được. Hồi nãy cái đầu dưới á, mình chưa phan cái gắn nữa, mình thử chiều dưới trước. Mà đường ống dài kiểu này là nên gắn ấy rồi. Ha ha ha.
Kệ nó ngồi chờ mình gồng coi nào nó nào cứng hơn nào. Hết nắng á. Để đảo thử coi rồi dùng hơi ém hơi hơi coi cái chiều kia mạnh hơn không. Để đảo chiều thử. Lâu quá. Lâu về vậy nghi quá. Đảo lại cái chiều kia biết coi chừng ngược lại coi sao. 6 phút rồi chưa thấy lên tới. Mấy đường ống này cũng chưa thấy quặng luôn, chưa lên tới đây đâu mà. Để tắt đi. Mình đảo chiều coi sao. Mình đổ là xanh đỏ, đỏ vàng xanh. Giờ mình đổ lại là xanh vàng đỏ. Nhưng mà chiều mà trời dưới ok. Do nắng xuống nên nó còn có 29 hạt á. Không biết nước lên chưa, không biết. Thấy đường ống không có sự nặng xuống gì hết. Ờ, nặng rồi. Lên rồi. Vậy là chiều này đúng rồi nè. Thấy nặng ống rồi, vậy là chiều nãy nó vẫn lên nữa, lên chậm á. Trả chứ, ai nó không trả về. Hả? Lâm nói không trả hả? Trả chứ. Gắn bé hết chưa? Nó có cái lúp B mà lúp B nó chống ngược chiều thôi, nhưng mà thực tế thì nó vẫn trả về chứ. Này nó chạy chưa có đủ hạt. Mới 4 mấy hạt thôi. Nhìn thấy bèo quá vậy. Nắng râm vậy thì bèo. Dày thì được như chưa được chục khối nữa. Đó dày mới được nè. Đó, nắng lên nè vừa mới được nè. Đó, có bắn như vậy đó. Được chưa? Cho qua đi. Qua nha. Qua em tưới 120 bét. Nó ra rác hết chưa? Ừ ha. Ông 75 nhưng mà hiện tại nắng chưa có đạt. Chạy mới ba mấy 40 hạt thôi. Không, nước như lũ luôn không? Nước nhìn hơn cái bơm trên kia đúng không? Mà chạy chưa đạt á. Ê nó trôi. Rồi cho qua đi, cho qua đi. Giờ đang mở qua hẻm tưới. Cũng lâu chứ, lâu mới điền đầy được cái đường ống. Cái này chắc nghiên cứu cái van một chiều đầu dưới tiếng. Van 90 nha, van một chiều 90 mới được nha, van nhỏ hơn cũng được đó. Chứ không hồi tắt cái này nước nó về dưới hết. Nãy 40 hồi lúc đầu rồi 44, không biết đợt sau này còn bao nhiêu không biết.
thì vô thì xem trước ha. 46 Hz, 45, 46 Hz. Rồi vô cái ống rồi. Mới có 4 mấy Hz mà. Sao hả? Yếu hả? Đừng để cho nó xì chỗ nào hết, thử xem khi mà đủ hạt rồi coi. Chưa dán keo hay gì á? Bếp này 250 lít thôi mà. Hiện tại đang gắn 120 bếp. Nó chưa có đạt được tốc độ của nó. Cái máy nó hướng vào đó ngon nhỉ. Cái máy hướng vào bên đây ngon ha. Trăm hai bé không đủ à? Mạnh hơn phải lên 7 ngựa, 8 ngựa, 7 ngựa, 10 ngựa. Nhưng mà đối với cái nắng chưa đạt thì mình cũng chưa biết như thế nào. Trong 20 bét thì nó phun được cái bán kính có nhiêu đây thôi. Vậy trồng cây ngay gốc này là ngon rồi chứ Tiến. Hả? Phải điều hết đúng không? Mai thử còn không được thì tăng bơm lên chứ. Vậy là độ cao này nó cao hơn mình nghĩ đó. Cao hơn 20 mét nhiều.